Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Đại hội toàn quốc các phó tế vĩnh viễn Hoa Kỳ năm 2018. Đại hội được khai mạc ngày 22 tháng 7 và kéo dài trong 6 ngày tại thành phố New Orleans, Louisiana, với sự tham gia của hơn 1.300 phó tế vĩnh viễn cùng với các phu nhân và con cái, tổng cộng là hơn 2.800 người. Trong thánh lễ khai mạc, Đức Tổng giám mục Christopher, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, ca ngợi hoạt động của các phó tế vĩnh viễn và đặc biệt kêu gọi các thầy cùng với toàn giáo hội dấn thân hơn trong việc mục vụ hôn nhân và gia đình. Ngài cũng bày tỏ ngưỡng mộ trước sự hiện diện của đông đảo các phó tế và phu nhân và cho biết, qua các cuộc viếng thăm ở Mỹ, Ngài đã chứng kiến sự phục vụ quảng đại của các thầy dành cho giáo hội cùng với các giám mục, linh mục và giáo dân khác trong nhiều lĩnh vực. Ngài cũng nhắc lại lời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nói rằng, việc phục vụ của phó tế có căn tính nơi sự loan báo tin mừng và chăm sóc tha nhân, chứ không phải nơi công việc văn phòng. Cách đây 50 năm, Đức Chân Tước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã tái lập chức phó tế vĩnh viễn trong giáo hội Latin qua tự sắc thánh chức phó tế, công bố năm 1968. Và hiện nay có 18.500 phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ, tức là hơn một nửa tổng số phó tế vĩnh viễn trên thế giới.